Vào nửa cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành bộ máy cai trị ở nước ta. Đứng trước sự cai trị tàn bạo của thực dân Pháp, nhân dân ta đã đứng lên đấu tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên, các cuộc đấu tranh này nhanh chóng bị dập tắt. Khâm phục ý chí đấu tranh của những nhà yêu nước đương thời, người thanh niên trẻ Nguyễn Ái Quốc nhận ra các con đường đấu tranh này còn nhiều hạn chế. Ngày 5 tháng 6, 1911, tại bến Nhà Rồng, Nguyễn Ái Quốc quyết định ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng độc lập tự do của cả dân tộc. Người đã xác định con đường giải phóng dân tộc là một con đường lâu dài và con đường đó không thể thiếu lực lượng thanh niên. Nhận thấy vấn đề của phong trào thanh niên, từ tháng 12 1924 đến tháng 2 1925, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc và làm việc với nhóm Việt Nam yêu nước trong tổ chức Tâm Tâm Xã, nhằm từng bước chuẩn bị cho công tác xây dựng một tổ chức chung của thanh niên. Sau thời gian được giác ngộ về chủ nghĩa cộng sản, một nhóm 9 người được Nguyễn Ái Quốc trực tiếp rèn luyện và tiến tới thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Sự kiện này đã đánh dấu mốc quan trọng, trở thành nền móng để chuẩn bị cho việc xây dựng tổ chức đoàn sau này. Nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng Thanh niên Cộng sản đoàn, mùa hè năm 1926, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ đạo chọn một nhóm thiếu nhi 8 người bí mật đưa sang Quảng Châu đào tạo. Đến năm 1929, nhóm 8 thiếu niên này đều được kết nạp vào đoàn và trở thành 8 người đoàn viên đầu tiên. Từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 1930 tại Hương Cảng, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở trong nước thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua bản chánh cương vắn tắt và sách lược vắn tắt, hội nghị đã xác định nhiệm vụ cần kíp của đường lối cách mạng Việt Nam là nhanh chóng xây dựng lực lượng cách mạng, trong đó có công tác thanh niên. Ngay sau đó, tháng 10 1930, hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đã thông qua án nghị quyết về tình hình Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng. Đặc biệt là thông qua án nghị quyết về Cộng sản Thanh niên Vận động. Từ một nhóm thiếu niên 8 người, chỉ sau một thời gian ngắn, tổ chức đoàn đã phát triển và trưởng thành vượt bậc. Lúc này trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam của nước ta đã xuất hiện nhiều tổ chức đoàn cơ sở cùng chung lý tưởng cách mạng. Ngày 8 tháng 2 năm 1931, người thanh niên trẻ mới 17 tuổi, Lý Tự Trọng, đã dùng súng bắn chết viên mật thám Le Grand để bảo vệ diễn giả Phan Bôi trong lễ meeting kỷ niệm một năm khởi nghĩa Yên Bái. Anh bị bắt và bị kết án tử hình. Trước khi hy sinh, anh đã để lại câu nói nổi tiếng: con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác. Nó như một khẳng định đanh thép về khát vọng độc lập của thế hệ trẻ Việt Nam thời bấy giờ. Trước sự lớn mạnh của phong trào đoàn, hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai từ ngày 20 đến 26 tháng 3 1931 do Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì đã dành nhiều thời gian bàn về công tác xây dựng Đảng và xây dựng đoàn. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ cần kíp mà Đảng phải làm, trong đó có việc phải nhanh chóng thành lập tổ chức đoàn. Năm 1937, tổ chức thanh niên ra hoạt động công khai, lấy tên là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương. Tháng 11 1939, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 tại Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo cách mạng Việt Nam. Để phù hợp với tình hình mới, Đảng chủ trương Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương mang tên mới là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương. Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngày 28 tháng 1, 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo con thuyền cách mạng Việt Nam ở hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng tại Bác Bó, Cao Bằng. Dưới sự chỉ đạo của Bác, hội nghị đã quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, Mặt trận Việt Minh. Cùng với đó, người đã chỉ đạo đổi tên Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương thành Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. Ngày 19 tháng 8, 1945, Đoàn Thanh niên Cứu quốc đã cùng cả dân tộc nhất tề đứng lên, giành lấy chính quyền, kết thúc hơn 80 năm nô lệ,
Đây là một chặng đường vô cùng oanh liệt với biết bao anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình cho khát vọng độc lập. Ngày 19 tháng 10 1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra nghị quyết đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, qua đời. Toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên và đội viên thiếu niên nhi đồng nước ta vĩnh biệt người với nỗi xót thương vô hạn. Thực hiện di chúc thiêng liêng của Bác, đáp ứng nguyện vọng của thế hệ trẻ và theo đề nghị của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Đảng, mùng 3 tháng 2 1930, mùng 3 tháng 2 1970, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra nghị quyết để Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được mang tên Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ tư 1976, đoàn vinh dự được mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là niềm vinh dự, là sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ Việt Nam trên con đường cách mạng. Với những cống hiến to lớn của mình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều huân chương cao quý, huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương Độc lập và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hết sức coi trọng và đã chọn niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên và tổ chức đoàn. Song, bản thân thanh niên và tổ chức đoàn cũng cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh rất quan trọng của mình, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ tri thức, đạo đức, cách mạng để thực hiện bằng được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giữ vững các thành quả của cách mạng, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả là xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng vẻ vang, ngẩng cao đầu, sánh vai với các cường quốc Nam Châu trên thế giới. Với tinh thần xung kích, không ngại gian khổ khó khăn, đoàn thanh niên và tuổi trẻ cả nước đã không ngừng trưởng thành. Từ 8 người đoàn viên đầu tiên, dưới sự lãnh đạo và rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu, đến nay, cả nước đã có gần 7 triệu đoàn viên. Trí tuệ khát vọng của mình sẽ tiếp tục cống hiến xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần cùng với toàn thể nhân dân thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.